của năm 2020 này. Và chúng tôi thấy hai đội đang rất so kè, gần hết lúc. Và đội Kim Giang đang bơi ở đường đua số 1 và đội Bạch Liêu đang bơi ở đường đua số 2. Hai đội đều trong trang phục màu đen. Bạch Liêu đang bơi ở đường đua số 2 bên phía lễ đài. Chúng tôi nhận thấy rằng đang nhiệt lên đội bơi ở Kim Giang khoảng 1 mét thôi và còn khoảng 50 mét nữa thôi. Hai đội đang tạo nước mắt. Đội Kim Giang đang có thắng rồi. Hai đội có lên cái gì cái nhà cổ vũ cho hai đội chơi vững nha. Cũng tại sân Long Bình này để tổ chức các nội dung thi đấu còn lại.